Theo Kinh Tam Tạng, buổi thuyết pháp này được xem là quan trọng nhất vì Phật đã trình bày được một cách hết sức giản dị rõ ràng nền tảng của tất cả giáo lý của Ngài. Phật nói có hai cái cực đoan mà người muốn sống được một đời sống giải thoát cần phải tránh xa. Cực đoan thứ nhất là lấy những lạc thú xác thịt làm mục đích của đời người. Đó là một nếp sống thô bỉ và ngu xuẩn. Nhưng cái cực đoan thứ hai là sống một đời khổ hạnh ép xác cũng chỉ gây tạo cho con người thêm đau khổ vất vả vô ích như lai đã tránh hai cực đoan ấy và đã tìm ra con đường giữa trung đạo con đường ấy đã đưa người đến trí huệ bát nhã và giải thoát hoàn toàn phật đã từng kinh nghiệm sâu xa hai cực đoan ấy trước kia thái tử đã nếm đủ mùi khoái lạc vật chất ở đời nhưng ngài thấy rằng đó chỉ là những khoái lạc nhất thời thôi và chỉ làm cho ngài băn khoăn và hối hận và về sau ngài lại tu theo khổ hạnh nhưng rồi cũng chỉ thấy toàn là đau đớn chứ chẳng có ích lợi gì cho việc đi tìm chân lý như một bậc đại danh y phật đã áp dụng một phương pháp diệt khổ không khác gì phương pháp trị bệnh của nhà y sĩ đau bệnh gì tại sao có bệnh ấy và phải làm cách nào để trị được bệnh ấy đó là tứ diệu đế bốn chân lý huyền diệu mà ta có thể gọi là tất cả tinh hoa của Phật giáo nguyên thủy, một khổ, không ai có thể không nhìn nhận rằng đời là đau khổ, khổ là cái bệnh chung của con người trên đời và phải chăng đã là người thì không một ai là không lo tránh đau khổ, tìm hạnh phúc, đó là tất cả vấn đề sinh tử của con người, thực vậy, trong đời ta chỉ có hai động cơ này thúc đẩy mọi hành động hàng ngày của ta là ưa và ghét bất cứ ở phương diện nào, lý trí hay tình cảm, tinh thần hay vật chất, bị bắt buộc phải chấp nhận và sống chung với những gì mình không ưa thích là khổ. Bà bắt phải xa lìa với những gì mình ưa thích, cũng khổ, chiếc tha ước vọng mà không được thì khổ đã đành. Nhưng được rồi cũng vẫn khổ, vì còn sợ mất, phải có nhận chân được cái khổ của mình rồi, mới mong đi đến giải thoát. Thực ra phần đông người đời chưa biết khổ, là vì họ nửa khóc nửa cười chỉ nhận thấy cái khổ ngoài da chứ chưa từng khóc ở trong lòng cho nên mới nói rằng phải có nếm mùi đau khổ thực sự thì mới mong tìm được con đường diệt khổ đừng sợ đau khổ cũng đừng tránh đau khổ hai nguồn khổ do đâu mà ra do cái ước vọng không bao giờ nguôi vẫn cứ nối gót theo những dục tình khoái lạc bà đã biết được cái nguồn gốc của cái bệnh thống khổ rồi vậy phải lo đến sự diệt khổ đó là giai đoạn thứ ba của chương trình Phật Pháp 4. Và con đường dẫn đến giải thoát là con đường bát chánh của Phật Pháp. Phật thường thuyết Pháp ở hai khu vườn lớn là Jetavana, Kỳ Viên và Velutana, Trúc Viên. Jetavana thì ở thành Savatthi, tức xã vệ. Nay là thành Sahet Mahet của Anatapindika, cấp cô độc dân. Còn Velutana trúc viên là của vua Bimbisara tặng. Hai vườn này cách nhau lối sáu trăm dặm. Nhưng Phật thường ở vườn kỳ viên, cho nên trong kinh ta thường thấy mở đầu bằng câu như vậy. Ta nghe một thời Phật ở xá vệ trong vườn kỳ đà của ông cấp cô độc, cùng với các vị đại tỳ khưu một nghìn hai trăm năm mươi người vào khoảng năm bốn trăm tám mươi trước Tây lịch kỷ nguyên. Phật tịch ở Kushinara, Ngài được 80 tuổi. Trong thời gian thuyết Pháp, Phật đâu phải chỉ gặp toàn là thuận cảnh. Có được luôn luôn những người quyền quý bảo hộ, những đệ tử quyết dạ phụng thờ. Ngài gặp rất nhiều trở ngại, gặp rất nhiều kẻ thù hằn ganh ghét, chống đối và vu oan. Cựu địch bên ngoài là các nhà tu ngoại đạo. Lúc bấy giờ, Ấn Độ có sáu phái triết học lớn sách phật gọi là lục phái ngoại đạo phật thường bị các giáo phái ấy công kích tranh biệt và phật giáo sở dĩ được nhân dân sùng bái phần lớn cũng nhờ phật đã thắng được các giáo lý kia một cách rõ ràng vậy nhưng cựu địch bên trong tức là những kẻ chính ở trong tăng hội phản đối phật thì có em họ của phật là đề bà đạt đa đứng đầu chỉ huy theo các sách phật thì đề bà đạt đa là một người vô cùng độc hiểm Luôn luôn âm mưu quyên đảo Phật, phân bè, phân đảng để lập một giáo hội khác, cốt phá hoại sự nghiệp của Phật. Có lắm lúc, hắn cố hại đến cả thân mạng và thanh danh của Phật nữa bằng sự du cáo Phật tư tình như một tính nữ. Nhưng đối với Phật, bao giờ những kẻ thù ấy cũng đều được xem là hàng thiện tri thức, giúp rất nhiều trong sự giảng minh Phật Pháp không có một bậc dĩ nhân nào trên đời mà tránh khỏi sự ganh ghét của thế nhân và có sự ganh ghét của thế nhân bậc dĩ nhân mới thành bậc dĩ nhân một nhà văn tây phương có nói khi một bậc nhân tài xuất thế người ta nhận ra được nhờ nơi dấu hiệu này tất cả bọn ngu đều nổi lên chống bán lời nói tuy có phần quá đáng nhưng không hẳn là không có lý sự có mặt của một kẻ thù luôn luôn tìm đủ mọi phương thế để soi bói và chỉ trích là một điều rất hay để bắt buộc mình bao giờ cũng tìm cách cải tiến hầu đi lần đến chỗ chí thiện chí mỹ là vì sự phê phán của những kẻ thù ta giúp cho ta thấy rõ những sở đoạn của ta hơn là những người bạn đồng tâm đồng chí cho nên thay vì tiêu diệt người thù khôn ngoan hơn là nên giữ gìn họ để được nghe những lời chống đối về những sơ hở của mình và kềm hãm lòng tự tôn tự phụ. Bởi vậy, Phật mới bảo, Đề Bà Đạt Đa đã giúp cho ta rất nhiều trên con đường hoàn thành giáo Pháp. Đề Bà Đạt Đa vẫn là hạng thiện trí thức, cho nên, về sao Phật giáo càng bị chống đối bao nhiêu, thì lại càng được dược lên một cách rực rỡ bấy nhiêu. Bất cứ ở thời buổi nào trong lịch sử Phật giáo, đối với hàng tu Phật, người thù, phải được xem như người bạn hơn nữa, họ như những tảng đá để cho tài đức các bậc chân tu được dũa mài càng thêm sắc nhọn, tóm lại, như trước đây có nói, cuộc đời của Thích Ca có thể gọi là cuộc đời điển hình của những kẻ đi tìm giải thoát, hơn nữa, nó minh chứng một cách linh động hùng hồn tất cả giáo lý của ngài, đặc biệt ta nên lưu ý đến những điểm chính này của Phật, Phật là bậc đại hùng, đại lực đại bi đại hùng trong việc dám dứt bỏ ngôi vị cao sang tột bực cả những quyến rũ xác thịt để đi tìm con đường giải thoát đại lực trong việc không ý lại vào bất cứ một thế lực nào một bậc chân sư nào để cầu chỉ dẫn mà tự lực đi tìm giải thoát đại bi là suốt đời chỉ cầu giải thoát đau khổ cho toàn thể nhân loại cho đến hơi thở cuối cùng chứa một tâm hồn đại lượng vô biên đối với tất cả chúng sinh khắp giới